Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, tại vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xe bán tải biển số Đồng Nai đi từ con hẻm, khi chạy tới đoạn giao với đường sắt đã va chạm mạnh với xe lửa SNT5 chạy hướng Bắc Nam. Theo nhân viên trực tại chốt đường sắt, khi đó tàu hỏa đã gần tới, barrier đã được hạ xuống, nhân viên cũng thổi còi liên tục nhưng xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển, dẫn tới xảy ra va chạm với tàu hỏa. Ngay sau đó, xe bán tải văng vào xe rác bên đường và khiến một nhân viên thu gom rác và một bé trai khoảng 13 tuổi tử vong tại chỗ. Nhiều người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc. Tàu hỏa đang phải dừng lại để điều phối với các lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ tai nạn. Theo ghi nhận của phóng viên, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xác minh nguyên nhân tai nạn.